Tâm Yến Thịnh Phát xin kính chào quý khách. Ít người trong chúng ta biết rằng phụ nữ bước sang tuổi 35 rất dễ gặp tình trạng thiếu hụt một số dưỡng chất như sắt, canxi, axit folic. Điều này làm tăng nguy cơ loãng xương, tăng cân, rối loạn tim mạch. Trong video này, Thịnh Phát sẽ gợi ý thực đơn dinh dưỡng hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe cho phụ nữ sau tuổi 35. Ngoài 30 tuổi là khoảng thời gian nhiều phụ nữ đang nỗ lực hết mình để phát triển sự nghiệp hoặc tập trung chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Thế nhưng các chị em lại không biết rằng cơ thể chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề do suy giảm nội tiết tố nữ estrogen, thói quen ăn uống sinh hoạt không hợp lý như huyết áp không ổn định, tăng nguy cơ rối loạn đường trong máu, chức năng tiêu hóa suy giảm, gặp các vấn đề về phụ khoa, da dẻ sạm nám, kém mịn màng. Muốn duy trì vẻ thanh xuân tươi trẻ khi bước qua ngưỡng 35, chị em cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học. Tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn để bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạn chế bệnh tật. Bổ sung canxi đầy đủ để phòng ngừa loãng xương, duy trì protein ở mức độ cân bằng để duy trì cân nặng và thanh xuân rạng rỡ. Hạn chế ăn vặt để giảm nguy cơ tăng cholesterol trong máu và giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, cung cấp đầy đủ vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, vitamin A, C, E để hạn chế các vấn đề sức khỏe khi đến tuổi tiền mãn kinh. Chỉ nên ăn thịt từ 3 đến 4 lần trên tuần và bổ sung các loại hạt dinh dưỡng vào buổi ăn sáng. Nên tăng cường thực phẩm chế biến từ đậu nành giúp làm chậm sự già đi của tế bào và ngăn ngừa khối u. Ngoài ra, các chị em phụ nữ sau tuổi 35 có thể áp dụng công thức kết hợp hoàn hảo giữa hồng sâm Hàn Quốc và đông trùng hạ thảo để nâng cao sức khỏe và duy trì thanh xuân rạng rỡ. Mỗi ngày, phụ nữ chúng ta có thể uống một gói nước hồng sâm vào lúc 10 giờ sáng. Sau khi ăn sáng và ăn trưa là thời gian vàng để các dưỡng chất trong hồng sâm phát huy tối đa tác dụng. Hồng sâm dạng nước có hương vị thơm ngon, dễ uống như một loại nước giải khát bổ dưỡng. Saponin cùng các vitamin trong hồng sâm giúp máu huyết lưu thông, da dẻ hồng hào, làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh. Còn vào buổi tối từ 19 đến 20 giờ, các chị em nên dùng một gói nước đông trùng hạ thảo để giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đặc biệt, ai đang có vấn đề về hô hấp phổi yếu nên uống đông trùng hạ thảo thường xuyên để giúp giảm đau tức ngực, đau đầu, làm loãng đờm hiệu quả. Hy vọng những gợi ý mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp chị em phụ nữ rạng rỡ, tự tin để thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để mua được các sản phẩm hồng sâm đông trùng hạ thảo chính hãng tốt nhất cho phụ nữ, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hay gọi điện thoại hoặc nhắn Zalo đến số 0907799988 để được tư vấn sản phẩm và giao hàng nhanh theo yêu cầu trên toàn quốc. Khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp showroom số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp để tham quan mua sắm nhiều mặt hàng chính hãng cao cấp, thích hợp làm quà tặng sếp, người thân, bạn bè. Còn bây giờ, Sam Yến Thịnh Phát xin chào và hẹn gặp lại!